Panorama. Đây là chặng đường xuống núi đó, và nhiều đường rất là khó. Rất là khó đi ha. Trời đang rất là gió mọi người, gió lớn quá trời luôn. Gió mà chạy xe muốn khỏi bay người luôn anh chị. Đây là ở cái tuyến đường 722 sẽ đi qua cung này để đi tới nút. Bạn cũng khá là đông. Có lẽ cái đặc sản ở Ninh Thuận này thứ nhất là nắng nè mọi người, thứ hai là cảnh quan hoang sơ. Ở đây dân khá là thưa, đi dọc tuyến quốc lộ mà tìm quán ăn sáng sớm cũng ít nữa. Khu này người dân trồng táo. Tất cả đây nắng phù hợp với mấy cây chịu hạn ha. Còn lại phần lớn là rừng, rừng sen kẽ đá. Có lẽ khí hậu khắc nghiệt cũng làm người dân ít tới đây sinh sống mọi người. Nãy giờ thì lên dốc không mà đường vẫn còn tốt chán. Khí hậu bây giờ đang rất là độc đáo mọi người. Phía xa là mọi người thấy đang mờ sương mưa đó mọi người. Ở đây cũng đang mưa lâm râm mà trời thì đang nắng. Này trời khả năng mưa cao 100% chứ không phải 95% nữa. Trời mưa căng ạ. Cảnh đẹp kìa. Ồ, chỗ này đẹp nha. Này là chắc là một cái vịnh của biển. Không phải đâu, cái hồ đó. Hồ bự thế. Trời hồ này mà bự. Đây gần biển em tưởng là cái vịnh chứ. Đây là hồ Chức Bình đó. Ôi cầu vồng đẹp chưa. Mưa lâm râm là có cầu vồng. Mới đi một xíu là gặp một cái đoạn suối lớn rồi mọi người. Giờ phải tháo giày đi qua. Suối ngập chân, buộc phải tháo giày. Ủa, tới đây leo núi rồi người ta còn lát được mấy cầu thang này. Công phu dữ ạ. Bắt đầu thấy nặng nặng rồi đó. Đây là trái táo rừng nè mọi người. Đậu trái quá trời quá đất luôn. Mọc giữa rừng mà trái đậu rồi. Cái này mà cả chừng tháng rưỡi nữa đi là chắc ăn đã luôn nè. Quá trời trời. Khí hậu này đúng lạ luôn. Cứ bên này nắng nè mọi người, phía bên kia là mưa sương mát. Nói chung hôm nay nếu mà cái thời tiết này vẫn duy trì, đây là một ngày rất là đẹp trời ha. Cầu vồng các kiểu ha, quá đẹp. Trời áp thấp vô tình nha, khí hậu y chang Tây Bắc luôn ha. Cái đỉnh này rất là đẹp luôn nè. Hôm nay đi đúng cái ngày áp thấp và khí hậu đẹp luôn. Quá đẹp. Hôm nay mình nhìn về hướng biển được luôn nè. Bên kia là hướng biển nè. Lắp cái lỗ, lắp cái lỗ. Có cái lỗ nào nhét vô cái lỗ đó. Quá là đẹp luôn. Quá xuất sắc.
y chang Tây Bắc. Một ngày thời tiết độc lạ. Gió quá là gió luôn. Quá đẹp à, có sức khỏe thì tụi này mới đỡ nè. Hôm nay nghe đẹp trời quá. Đẹp quá. Cái view panorama. Hồi nãy là đẹp trời, giờ là khắc nghiệt luôn nè. Gió quá gió luôn. Như bão. Trời luôn. À, không nghĩ ở một cái độ cao này 139m như thế này mà sương mù nó lại nhiều đến như thế mọi người. Cái cùng đường này nó tương đối mình phải tập luyện mình mới leo cái độ sức khỏe được. Chứ không nó cũng tương đối nặng đối với người thường. Đây là chặng đường xuống núi đó, còn nhiều đường rất là thơ. Rách hết tại vừa. Quá đẹp. Trong chuyến đi này đáng nhớ. Di Linh luôn á. Di Linh vậy mà cảnh nó không có đẹp bằng đây. Di Linh tính nó là 1.300 sao. 1.300, 1.700, 1.700. 5:30 tối. Trời ở rừng tối rất là nhanh. Mọi người. Tối nhanh lắm mọi người. Giờ phải rọi đèn pin để đi nè. Cung này khó dự kiến. Dài 22 km. Thôi là ra tới đường bê tông rồi.